Trong clip này thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn vẽ quỹ đạo nghiệm số dùng lệnh Locust của MATLAB. Thì khi mà các bạn học môn thực tập điều khiển tự động thì các bạn sẽ được yêu cầu là phải vẽ quỹ đạo nghiệm số sử dụng MATLAB. Hoặc là các bạn giải bài tập quỹ đạo nghiệm số xong các bạn không biết kết quả đúng hay sai thì các bạn có thể sử dụng cái MATLAB dùng lệnh Locust để vẽ thử coi kết quả mình vẽ tay nó có hợp lý hay không, có trùng với cái quỹ đạo nghiệm số do MATLAB nó vẽ ra hay không, thấy không? Mình sẽ tiến hành mình vẽ quỹ đạo nghiệm số đối với một cái hệ hồi tiếp âm đơn vị có cái hàm truyền hở như thế này, thấy không? Và cái hàm truyền hở của mình á, nó sẽ mình sẽ xét trong ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là với hàm truyền hở như thế này. Trường hợp thứ hai á là với hàm truyền hở nó như thế này. Trường hợp thứ ba là mình sẽ có hàm truyền hở như thế này. Thì ba cái trường hợp này nó sẽ tương ứng với ba cái clip mà thầy đã hướng dẫn. Thì ba cái hàm truyền hở tương ứng ba trường hợp đó, nó sẽ tương ứng với ba cái bài tập mẫu mà thầy có up lên mạng. Các bạn đánh giải bài tập mẫu vẽ quỹ đạo nghiệm số tập 1, rồi giải bài tập mẫu vẽ quỹ đạo nghiệm số tập 2, giải bài tập mẫu vẽ quỹ đạo nghiệm số tập 3. Thì ba cái clip này nè thầy up lên YouTube á. Lúc đó thầy vẽ tay, còn bây giờ thầy sẽ sử dụng MATLAB để kiểm chứng lại những cái vẽ tay nó giống với cái vẽ tay không, thấy không? Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu với trường hợp 1. Thì để tiến hành mà vẽ cái quỹ đạo nghiệm số thì mình xét cái hàm truyền hở này. Mình đặt trường hợp mà K bằng 1, mình sẽ vẽ quỹ đạo nghiệm số nhưng mà mình đặt bằng K bằng 1 trước để mình có thể nhập cái hàm truyền vào trong MATLAB, thấy không? Thì bây giờ nếu K bằng 1 thì cái hàm truyền sẽ hở này sẽ là 1 chia cho S cộng 3, S cộng 8, S cộng 20. Như vậy tử số hàm truyền sẽ là 1. Bây giờ cái đa thức S cộng 3 và đa thức S cộng 8, hai cái đa thức này nhân nhau thì mình đặt nó là tích 1 bằng con V là nhân đa thức. Hai đa thức, đa thức thứ nhất á là đa thức đương tương ứng với x bậc 1 nó sẽ là 1, tương ứng với x bậc 0 nó sẽ là 3. X cộng 3 thì nó sẽ là đa thức 1, 3. Mình nhân với đa thức là 1, 8, x cộng 8. Thì tích hai đa thức này sẽ được cái tích 1. Sau đó đó, mình mẫu số hàm truyền nó sẽ là tích của cái thằng tích 1 này. Với thằng đa thức là x cộng 20, tương ứng với x mũ 1 sẽ là hệ số 1, tương ứng với x mũ 0 sẽ là 20. Rồi mình có tử số, mình có mẫu số rồi, thì bây giờ mình đặt A là cái hàm truyền. Muốn khai báo hàm truyền mình dùng hàm TF ha, là transfer đó, là hàm truyền tử số, mẫu số. Thì lúc này mình có dê hở tương ứng với K bằng 1, thì mình sẽ vẽ quỹ đạo nghiệm số đối với trường hợp K bằng 1 này. Đây là locus A, thì mình có cái quỹ đạo nghiệm số như thế này. Thì các bạn thấy là khi mà K bằng 1 thì mình sẽ có các cái cực nó lần lượt là trừ 20 nè, trừ 8 nè, trừ 3 nè, đúng rồi ha, trừ 20, trừ 8, trừ 3 nè, trừ 3 nè, trừ 8 nè, trừ 20 nè. Và khi mà K nó tăng dần, K nó tăng, đây là tương ứng với K bằng 0 nha. Lúc mình khai báo hàm truyền để vẽ locus thì mình khai báo hàm truyền lúc K bằng 1. Nhưng mà khi nó vẽ ra hàm, nó vẽ ra hàm truyền rồi thì bạn phải hiểu rằng á, những cái điểm cực này nè sẽ tương ứng với K bằng 0. Và khi K nó tăng dần, K nó, chữ G này nè, chữ G này chính là K nè, ha. Thì khi mà K nó tăng dần thì lúc này cái nghiệm của quỹ đạo nghiệm số, cái nghiệm của phương trình đặc trưng á, chính là cái đường quỹ đạo nghiệm số nó sẽ di chuyển. Trong vẽ tay thì mình ký hiệu bằng mũi tên, còn ở cái vẽ bằng MATLAB thì nó sẽ không có cái mũi tên cho bạn thấy. Nhưng mà có điều khi bạn di chuyển bạn thấy nè, cái gen nó tăng dần lên không? Gen này tăng dần là tương ứng với giá trị K tăng dần ha. Nè, ở đây cũng vậy. Khi bạn thấy gen nó tăng dần nè, gen bằng 0 có nghĩa là K bằng 0 nè, thì lúc này một nghiệm của phương trình đặc trưng sẽ là trừ 8. Nhưng mà khi mà K nó tăng dần thì nghiệm của phương trình đặc trưng nó sẽ di chuyển. Đó, nó di chuyển. Đây cũng vậy. Khi mà K tăng dần thì khi K bằng 0 thì nghiệm nó, một nghiệm nó sẽ là trừ 3. Nhưng mà khi mà K tăng dần thì nó cũng di chuyển.
và hai cái nhánh, một cái nhánh màu xanh dương và cái nhánh màu đỏ này nó sẽ gặp nhau tại điểm tách nhập, và tại điểm tách nhập nó sẽ tẻ ra. Thì cái điểm màu đỏ, cái đường màu đỏ này nó đi tới đây, nó đập điểm tách nhập nó sẽ tẻ thành đường màu đỏ mới, đi theo hướng này. Cái đường màu xanh cũng vậy, gặp điểm tách nhập nó sẽ tẻ thành đường màu xanh mới đi qua đây. Thì cái giao điểm giữa quỹ đạo nghiệm số và trục thực nè, nó sẽ là cái nó cho mình biết cái ca giới hạn. Ca giới hạn ở đây nó bằng khoảng cỡ 7180 khoảng đó. Thì ca này nó cho mình ca giới hạn nó bằng bao nhiêu đây, để cho mình biết là nếu mà ca mà còn lớn hơn nữa thì cái hệ thống kính của mình á, cái hệ thống kính này của mình nè, nó sẽ mất ổn định ha. Còn ca giới hạn là ranh giới giữa ổn định và không ổn định. Còn bạn muốn cái hình nó rõ hơn nữa, bạn dùng lệnh grid on, nó sẽ đan lưới cho bạn thấy rõ hơn ha. Tiếp theo là mình xét trường hợp mà sơ hở nó bằng như đây ha. Trường hợp này thì ba cực nó đều là cực thực hết, nhưng mà ở trường hợp thứ hai này á, thì mình sẽ có một cực thực và hai cực ảo, hai cực phức. Thì bây giờ mình cũng sẽ khai báo tương tự. Mình khai báo tương tự thì mình có tử số vẫn bằng 1. Còn mẫu số thì lúc này nó sẽ là con V, nó là nhân của hai đa thức. Đa thức thứ nhất là 1, 1. Đa thức thứ hai nó là một đa thức bậc 2. Thứ nhất là S mũ 2 thì hệ số nhân phía trước của nó là 1 nhân S mũ 2 cho nên là 1. Tiếp theo 2 nhân S 2 7. Cái nào không có thì mình phải để 0 nha. Các bạn lưu ý điều đó. Rồi, tiếp theo nữa là mình đặt B bằng TF của tử số mẫu số. Rồi. Tiếp theo nữa là mình vẽ quỹ đạo nghiệm số của thằng D. Đây. Quỹ đạo nghiệm số của thằng B đây. Dùng lệnh grid on. Thì ban đầu khi mà K bằng 0, mình sẽ có ba cái nghiệm của phương trình đặc trưng, nó tương ứng với ba cực. Đó là thứ nhất á, là trừ 1 tương ứng với K bằng 0 và cực là trừ 1, nghiệm là trừ 1. K bằng 0, nghiệm là trừ 1 trừ cho 2,45 g ha. Đây là căn 6 đó, 2,45 là căn 6. Và nghiệm thứ ba cũng trùng với cực lúc K bằng 0, nó là trừ 1 cộng 2,45 g. Nãy là trừ 2,45 g, bây giờ là cộng 2,45 g, là căn 6 đó. Rồi sau đó khi K nó tăng lên từ 0, nó tăng dần lên, thì mình sẽ có cái nghiệm nó đang từ là bằng trừ 1 cộng căn 6, nó sẽ thay đổi dần. Bây giờ ví dụ như K bằng 3,89 thì cái nghiệm, một nghiệm của phương trình đặc trưng nó sẽ là trừ 0,697 cộng cho 2,51 g ha. Tương ứng cũng vậy, K tăng thì bắt đầu cái đường này nó di chuyển. Khi vẽ tay thì mình ký hiệu bằng mũi tên đó. Đây, đường này nó di chuyển ra vô cùng nè. Và tại cái điểm này nó chính là K giới hạn. K giới hạn của mình là bằng khoảng cỡ 20. 20,1 đến 20,3 là khoảng 20 ha. Thì nó cũng trùng với cái cách mình vẽ tay, kết quả mình cũng trùng với vẽ tay. Rồi tới trường hợp thứ ba là cái trường hợp này ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cũng vẽ quỹ đạo nghiệm số luôn. Lúc này thì tử số nó sẽ là con V của hai đa thức là 1, 1 và 1, 2. Mẫu số của, xin lỗi, mình ghi nhầm con V rồi. Còn mẫu số của nó đó sẽ là bằng con V nhân của hai đa thức là, đa thức thứ nhất là 1, 3, đa thức thứ hai là 1, 8 17 C bằng TF, khai báo cái hàm truyền tương ứng với K bằng 1, đó là tử số mẫu số. Và mình vẽ, tiến hành vẽ quỹ đạo nghiệm số sẽ là dùng lệnh relocus C. Đây. Nó hơi đặc biệt. Nó giống với cái mình vẽ tay đó, có
có nghĩa là ban đầu nó sẽ là ba cái nghiệm của phương trình đặc trưng là chỗ này ha. Xuất phát là ba nhánh quy đầu nghiệm số, còn zero là chỗ này, hai cái dấu màu tròn nè. Khi k tăng lên dần, k bằng không thì đây, k tăng lên dần nó di chuyển tại điểm tác nhập á, thì nó tẻ ra đường, nó đi ra ngoài này. Ở đây cũng vậy, nó đi vô điểm tác nhập khi k tăng dần, và tại điểm tác nhập nó tẻ ra đường bên đây, tẻ ra đường bên đây nó gặp tiếp điểm tác nhập nữa, nó lại tẻ ra thành một cái đường mới. Còn ở đây này, ban đầu k bằng không như thế này là nhánh thứ ba nè, tại điểm tác nhập nó tẻ ra đường mới, và mình có hai cái đường này nè, theo chiều mũi tên nó đâm vô cái điểm tác nhập mới nữa. Tại điểm tác nhập này nó lại tẻ ra hai cái nhánh, và hai nhánh này mỗi nhánh nó đi vào một cái zero ha. Đó, phù hợp với vẽ tay. Rồi như vậy là mình đã sử dụng lệnh RLocus để mình vẽ ba trường hợp của cái vẽ quy đầu nghiệm số bằng MATLAB ha. Các bạn có thể coi các clip mà vẽ tay của thầy trong ba trường hợp đó để mình tham khảo thêm.